Hồi ký chiến tranh biên giới Tây Nam. Tác giả: Vũ Trung Kiên. Phần 9. Chiến dịch đánh vào sở chỉ huy quân khu Tây Nam của bọn Pol Pot được khởi động. Trung đoàn được lệnh tạm dừng chân để giải quyết hậu quả trong thời gian chiến trận xảy ra triền miên ở trên núi đất. Lúc này đã có một đơn vị bạn vào thay thế. Bộ đội được bổ sung vũ khí, đạn dược, lương thực. Thương binh được chuyển về bệnh xá sư đoàn, rồi về nông penh, trong đó có anh Tám Tính. Anh Tư Công được sư đoàn điều về, làm trung đoàn phó, thay thế anh Tám Tính. Ngày 28 tháng 2 năm 1979, Trung đoàn Bộ và Sở Chỉ huy Trung đoàn lại được lệnh hành quân. Xuất phát từ lúc 6 giờ đến khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi dừng chân. Địa hình ở đây là một khu vực vườn cây tạp nham thuộc tỉnh Tà Keo. Chúng tôi gặp những ngôi nhà lợp bằng ngói rất lớn nhưng đều bỏ trống. Loại nhà này tuy to nhưng lại tạm bợ. Khi tìm hiểu kỹ, chúng tôi biết được nguyên nhân xuất xứ của nó. Vốn trước đây, thời kỳ Si và Lon Non, người dân Campuchia đều sống riêng tư từng hộ. Nhà sàn lập ngói theo kiểu truyền thống, thời kỳ Pol Pot chính quyền đã ép dân phải giữa nhà và cứ khoảng 15-20 cái nhà dân ghép lại thành một cái để ở tập thể, kiểu kiến trúc như vậy nên không thể nào hoàn hảo. Bên trong hai bên được lát ván để ngủ, ở giữa là lối đi giống như kiểu nhà tù. Cách khoảng 200 mét lại thấy một khu nhà gọi là bếp ăn, đến nơi chúng tôi thấy toàn chảo giống như nồi quân dụng, gặp một vài người dân, họ chạy vào rừng mới quay trở lại. Họ cho chúng tôi biết, lúc ở đây phải làm việc suốt ngày, khoảng từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ, nhưng chỉ được ăn hai bữa cháo, lâu lâu mới được ăn một bữa cơm. Nhưng nếu than thở, là đêm đó bọn lính lôi đi đập đầu. Rất nhiều người đã bị chết ở đây, và họ chỉ cho chúng tôi nơi hành quyết. Cách đây độ khoảng 700 mét, ở đó có một mộ chôn tập thể, hàng mấy trăm người tôi thuật lại lời kể của mấy người dân vì tôi cũng võ vẽ biết tiếng campuchia thời kỳ đánh lon non tôi rủ anh thiệp và một số đồng chí trợ lý đến xem ngôi mộ tập thể nhưng các anh không chịu đi vì thời gian hành quân có lệnh bất cứ lúc nào quả như dự đoán nghỉ ngơi độ hơn một tiếng chúng tôi lại tiếp tục lên đường đội hình hành quân của trung đoàn thành một hàng dọc có lính trinh sát sư đoàn và trung đoàn dẫn đường để đưa bộ đội tiếp cận vào sở chỉ huy của quân khu Tây Nam. Lực lượng trinh sát quân khu, sư đoàn đã tổ chức đèo nghiêng và bám địch rất kỹ, sau đó bàn giao lại cho trinh sát trung đoàn. Đường hành quân càng lúc càng khó đi, tuy nhiên các loại xe cơ giới của ta như xe tăng, thiết giáp, vận tải quân sự vẫn có thể hành tiến theo gót bộ binh. Khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, trung đoàn bộ trong đó có sở chỉ huy trung đoàn dừng chân tại một vạt rừng thưa nhưng chẳng ai thèm đào công sự vì cho rằng bọn địch không có máy bay và hỏa lực pháo binh của chúng cũng kém cỏi chẳng nhằm nho gì thời gian này tôi có nhiệm vụ luôn bám sát sở chỉ huy để nắm bắt tình hình chiến sự và ghi chép những nội dung cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn về sau này đêm hôm ấy giữa chiến trường Tôi và anh út đậu răng võng nằm cạnh nhau. Xung quanh là tăng võng của các đồng chí phục vụ và bệ binh. Cả một khu rừng nhan nhản tăng võng của lính ta rất yên ả, rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Nhìn đồng hồ lúc này đã 12 giờ đêm, mà anh út đậu vẫn còn thức. Tôi vẫn không sao chập mắt được. Đồng chí liên lạc mang cho chúng tôi gói bánh bích quy và hai ly cà phê sữa. Lúc này đã thông nên hàng hóa của ta từ Việt Nam sang đây đầy đủ hơn. Ngồi đối diện với nhau trên hai chiếc võng, chúng tôi cũng ăn bánh, nhâm nhi những hớp cà phê ngay giữa chiến trường mới tuyệt làm sao. Chẳng thua kém gì bọn lính Mỹ ngày xưa. Chúng tôi chỉ thua bọn nó là trong chiếc ba lô của bọn lính Mỹ, lúc nào cũng có một con đầm bằng cao su. Khi bơm hơi vào, nó phồng căng y như người thật, để cho chúng tiêu khiển. Bọn lính Mỹ tôi đã từng chạm chán với chúng ở miền Đông Nam Bộ, không thể thiếu được những thứ này. Đang nhâm nhi ly cà phê, ly bằng mũ, tôi thấy anh út đậu bỗng nhiên vẻ mặt rất suy tư. Nhờ những ánh sáng len lỏi qua cây rừng, xuyên xuống nên tôi nhìn rõ mặt anh. Anh nói với tôi, giờ này các đồng chí tiểu đoàn bộ binh phải xuất kích để kịp nổ súng đúng giờ gờ. Hình dung các chiến sĩ ta đang ở phía trước tim tôi lại thổn thức. 6 giờ sáng ngày hôm sau, pháo 130 ly và 122 của ta ở phía sau khai hỏa. Sở chỉ huy quân khu Tây Nam của bọn Pốt chìm trong khói lửa của đạn pháo binh ta. Tuy nhiên, căn cứ này rất rộng do nhiều đơn vị cùng tham chiến mà sư đoàn 339 được giao nhiệm vụ là mũi chủ yếu. Hướng trung đoàn 156, bộ đội ta đã chạm chán với địch. Tiếng súng đã rền vang và mỗi lúc một nhỏ dần. Bộ đội ta vẫn tiếp tục truy kích vào tận sao huyệt của lũ quân khát máu. Theo thông báo của trên, bọn địch ở đây có 7 sư đoàn, nhưng quân số của chúng không còn nguyên vẹn và tinh thần chiến đấu cũng đã dịu dã. 12 giờ trưa, sở chỉ huy trung đoàn lại tiếp tục bám gót các tiểu đoàn bộ binh 1, 2, 3 tiến về phía trước và quyết tâm tiêu diệt hết lũ quân thủ đã từng gây bao nhiêu tang tóc cho nhân dân Việt Nam ở vùng biên giới. Tôi và anh Út Đậu cùng sở chỉ huy trung đoàn tiếp tục hành tiến. Cùng đi có hàng chục chiếc xe vận tải quân sự của ban hậu cần. Trên xe chở đầy đạn dược, lương thực, thực phẩm, sẵn sàng tiếp tế cho những đơn vị đang phải đối mặt với quân thủ. Đến khoảng 14 giờ chiều, trung đoàn bộ, trong đó có sở chỉ huy trung đoàn dừng chân. Tiếng súng phía trước do các tiểu đoàn bộ binh 123 đụng độ với quân địch nghe mỗi lúc một rõ hơn. Lúc này nhân dân Campuchia bị bọn Pol Pot cưỡng ép theo chúng đã tự động tìm cách thoát ra ngoài. Họ đi chẳng có hàng ngũ, cứ từng tốp, từng tốp vài ba chục người. Nhiều người đi tay không, số ít người trên tay ôm bọc quần áo đã cũ. Đến gần họ thì gặp một mùi khó tả. Có lẽ hàng tuần nay họ không được tắm rửa. Chúng tôi gặp nhiều cụ già và những em bé gầy ốm chỉ còn da bọc xương, nước da xám xịt với đôi mắt trắng sát. Theo yêu cầu của anh Thiệp, tôi lại nhanh chóng trở về đội hình ban chính trị đang trú quân cách sở chỉ huy trung đoàn bộ 100m. Tôi theo bộ phận dân vận đi khoảng 300m nữa thì gặp khoảng 30 người dân đang trú ngụ tại một khu đất. Gặp chúng tôi, tất cả họ đều quỳ xuống nhiều cụ già bò lăn úp dưới mặt đất, họ đói, nhiều ngày nay chẳng được ăn uống gì. lập tức tôi kéo theo đồng chí liên lạc của ban chính trị quay lại sở chỉ huy trung đoàn. qua trình bày của tôi, anh út đậu triệu tập ngay ban chủ nhiệm hậu cần với một quyết định kèm theo tạm bớt khẩu phần ăn của ba cơ quan tham mưu chính trị hậu cần và ban chỉ huy trung đoàn mỗi người một ngày hai lạng gạo để cứu đói cho nhân dân Campuchia. Vậy là lính cơ quan tiêu chuẩn 7 lạng gạo trên ngày nay còn 5 lạng. Nhưng tất cả anh em đều đồng lòng và có lẽ tôi là người vui nhất. Hậu cần trung đoàn xuất ngay 10 hộp sữa bò và 50 cân gạo do các chiến sĩ vận tải mang đến chỗ người dân Campuchia đang thoi thóp. Sau khi được uống sữa, mọi người hồi tỉnh dần và bình quân mỗi người nhận một cân gạo. Chúng tôi hướng dẫn chỉ đường cho họ theo vết của những bánh xe tải, chờ ra con lộ để tìm về quê cũ làm ăn. Chiều hôm đó, nhiều người dân Campuchia lũ lượt đi ngang qua đây và họ đều được chúng tôi, những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, nhường bớt khẩu phần ăn của mình để giúp đỡ và cứu sống họ. Đến khoảng 16 giờ, có một tốp gần 100 người dân từ trong rừng đi ra do các chiến sĩ trinh sát hướng dẫn họ qua trạm cứu đói họ cũng được cấp khẩu phần gạo như những người đi trước rồi được hướng dẫn theo đường mòn để tìm về quê cũ tôi gặp một thiếu nữ mặt mày nhem nhuốc không chịu nghe lời chỉ dẫn trên tay cô ta ôm bọc gạo mới được cấp và trên đầu có bọc hành trang được gói bằng những chiếc khăn cà ma cô ta đến trước mặt tôi và bất ngờ lên tiếng anh cho em theo bộ đội việt nam thì ra cô này biết tiếng việt Tôi chấp nhận ngay khi chưa hỏi ý kiến của các anh trong ban chỉ huy trung đoàn, vì đã từ lâu trung đoàn đã có ý định thu người biết tiếng Việt để làm phiên dịch, khai thác tù binh hoặc quan hệ đối thoại với nhân dân Campuchia. Tôi gật đầu và cùng với các đồng chí vệ binh dẫn cô thiếu nữ về cơ quan chính trị rồi bàn giao cho cơ quan dân địch vận quản lý. Cô phiên dịch của chúng tôi mới thu nhận tên là gái, theo nghĩa của tiếng Việt Cha cô người Campuchia, mẹ là người Việt Nam. Nhà có hai anh em đều bị thất lạc từ năm 1976. Cho đến giờ này, cô cũng chưa biết cha mẹ và các anh cô sống chết ra sao. Cô bị bọn Pol Pot cưỡng ép vào làm công nhân trong trại chăn nuôi và để thoát khỏi bàn tay dâm tặc của đám lính, mặt mũi chân tay cô luôn bôi một lớp nhựa cây rừng màu xám xịt. Anh út đậu khi biết tin ban chính trị thu được phiên dịch Vui mừng ra mặt, vậy là từ nay tôi đã thoát được cái gánh nặng, cứ phải làm việc không đúng sở trường của mình. Cô phiên dịch sau khi đã được ban chỉ huy trung đoàn chấp thuận, cơ quan hậu cần cấp phát ngay những tư trang cần thiết theo quy định, như ba lô, võng, màn và tư trang. Nhìn cô mặc bộ đồ quân phục của Nam giới, thùng tha thùng thình, thật buồn cười. Nhưng cũng còn đẹp chán so với bộ quần áo trước đây cô mặc trên người. Anh Thiệp tặng người phiên dịch một cân sữa bột và một cân đường mà hậu cần vừa cấp phát cho anh, mặc dù cô cũng được cấp. Theo tiêu chuẩn của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ sau 3 ngày, đồng chí gái nhờ được ăn uống, bồi dưỡng và tắm rửa, lớp mù cây rừng đã phai dần, để lại trên khuôn mặt một lớp da trắng hồng tuyệt đẹp và nhiệm vụ của đồng chí này trở đi luôn theo sát hai cơ quan dân địch vận. Một nhiệm vụ rất quan trọng đối với quân đội nhân dân Việt Nam khi chiến đấu trên chiến trường Campuchia. Chiến dịch tiến đánh căn cứ quân khu Tây Nam của Bộ Pol Pot vẫn chưa dừng lại. Lúc này ngoài mặt trận phía Bắc, quân Trung Quốc đã tiến sâu vào đất nước ta, dọc 6 tỉnh biên giới Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, nên Bộ Quốc phòng đã điều động quân đoàn 2 rút khỏi chiến trường Campuchia về tăng cường cho mặt trận ở phía Bắc. Do vậy, trên chiến trường Campuchia, những đơn vị còn lại như chúng tôi sẽ phải gánh thêm nhiệm vụ nặng nề và cuộc chiến khốc liệt, vất vả, khó khăn hơn. Tuy nhiên, để sớm kết thúc chiến dịch, Bộ chỉ huy đã tăng cường rất nhiều sư đoàn của quân khu 9, quân khu 4, lực lượng trực thuộc Bộ Quốc phòng. Trong đó có hai trung đoàn không quân làm nhiệm vụ chi viện hỏa lực cho các mũi tiến quân. Trung đoàn 156 nằm trong đội hình sư đoàn 339 được giao nhiệm vụ đánh chính diện, do đó công tác hậu cần luôn được cấp trên quan tâm. Những đoàn xe vận tải quân sự vận chuyển đạn dược, lương thực luôn bám sát đội hình để bổ sung kịp thời cho bộ đội. Mặc dù nhân dân Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn những việc chuyển quân, nhưng việc chuyển quân, hàng hóa, lương thực, trong đó có cả gạo cứu đói cho nhân dân Campuchia đã được huy động đến mức tối đa. Máy bay vận tải, xe quân sự đã huy động hết mức nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu. Do vậy, ở hậu phương, hàng chục ngàn lượt xe dân sự đã được huy động, kể cả xe tải, xe khách. Tôi đã gặp rất nhiều chiếc xe khách loại 25 đến 45 chỗ ngồi, hầu hết của các tỉnh miền Tây mang dòng chữ Cần Thơ bến xe miền Tây hoặc Bạc Liêu bến xe miền Tây, Long Xuyên, Châu Đốc đi bến xe miền Tây và ấn tượng nhất tôi gặp chiếc xe 45 chỗ ngồi chợ mới bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh chiếc xe này vừa mới chuyên chở Tân binh từ căn cứ đồng Tâm sư đoàn huấn luyện 868 mà anh tư Dẫu làm chính ủy sang bổ sung cho sư đoàn 339 đang thiếu hụt quân số trầm trọng gặp chiếc xe bởi tôi đã có lần đi chính chiếc xe này từ chợ mới đến Sài Gòn nên tôi nghiễm nhiên coi đó như chiếc xe của người thân. Vậy là tôi vội vã đến làm quen. Trên xe có hai tài xế, bác tài chính tên là Hồng, quê quán tại xã Mỹ Luông, chợ mới An Giang. Tài xế phụ tôi không nhớ tên. Tâm sự với tôi, bác Hồng nói. Trước đây bác vẫn lái chiếc xe này, trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang, thường xuyên chở khách từ chợ mới đến bến xe miền Tây. Khoảng nửa tháng nay, chiếc xe được bàn giao cho hậu cần quân khu 9. Xe do bác lái đã đi lại từ Việt Nam sang Campuchia nhiều lần, chủ yếu là chở bộ đội tân binh từ Việt Nam sang tăng cường cho chiến trường Campuchia. Lần này là lần thứ ba, đoàn xe khoảng 30 chiếc, chờ giao quân xong sẽ tháp tùng cùng xe quân sự của bộ đội đi hộ tống trở về Việt Nam. Lúc chia tay hai bác tài, tôi không quên mở ba lô, lấy ra hai hộp sữa làm quà tặng. Những người dân bình thường chưa một lần được học tập trên thao trường quân sự, giờ đây cũng đã trở thành những chiến sĩ lái xe phục vụ cho chiến trường. Đến ngày mùng 3 tháng 3 năm 1979, các hướng tiến quân của ta được khép chặt vòng vây, chẳng khác gì cái thòng lọng đang xiết cổ lũ quân Pôn Pot khét tiếng hung bạo và tàn ác. Khoảng 6 giờ cùng ngày, sở chỉ huy trung đoàn lại hành quân, bám gót các tiểu đoàn bộ binh tiến về phía trước càng sâu vào trong rừng đường càng khó đi những đường lớn theo làn xe của quân pol pot chúng đã gài rất nhiều mìn do vậy lực lượng công binh của ta vô cùng vất vả tới gần các chốt của lính pol pot là gặp phải những bãi mìn dày đặc chủ yếu là mìn đạp nổ và vướng nổ những đoạn đường cơ giới có khả năng cơ động thì chúng gài mìn chống tăng do vậy chúng đã gây cho ta rất nhiều thiệt hại nhiều xe cơ giới của ta trúng mìn, nhiều chiến sĩ trinh sát, bộ binh vướng mìn thương vong mỗi ngày một tăng. 10 giờ cùng ngày, trung đoàn bộ, trong đó có sở chỉ huy trung đoàn, được lệnh dừng chân để giải quyết hậu quả từ phía trước. Tiền duyên chuyển về, thương binh, tử sĩ từ ngoài mặt trận cứ nườm nượp đưa về phía sau. C-23 quân y được lệnh triển khai bệnh viện giã chiến ngay giữa khu rừng Nguyên Sinh để kịp thời cấp cứu cho những thương binh nặng. Hàng chục ngôi nhà bạt mọc ngay dưới những tán cây rừng. Các y bác sĩ của ta trải tấm ni lông trên mặt đất làm bàn mổ. Với những độc tác yêu luyện đã được đào tạo bài bản ở Học viện Quân Y, bác sĩ Hùng và đội ngũ y bác sĩ của Trung đoàn đã cứu chữa được nhiều thương binh nặng thoát khỏi cơn của tử thần. Cách bệnh viện giã chiến khoảng chừng 100 mét là một khu đất bằng phẳng dành cho các đồng đội của chúng tôi mãi mãi ra đi. Liệt sĩ của các tiểu đoàn 123 được gom hết về đây và đang chờ chuyển về đất mẹ Việt Nam. Tuy nhiên, để chờ cho đủ số lượng một chuyến xe nhiều thi thể của anh em, nhiều thi thể của anh em đã bắt đầu phân hủy, bốc mùi. Mỗi liệt sĩ mới hy sinh được đưa vào một chiếc bọc ni lông bề ngang 1 mét, bề dài độ 2 mét hoặc ni lông đặc biệt do Liên Xô sản xuất thay cho những chiếc quan tài của người lính khi hy sinh trên chiến trường Campuchia. Những đồng chí hy sinh đã lâu, đang trong thời phân hủy, thì được ưu tiên hai bọc. Chiều hôm đó, khoảng 2 giờ, tôi và anh Thiệp cùng với đồng chí Kỳ, trợ lý trinh sát, đến thị sát. Đã có hơn 40 thi thể của các chiến sĩ kể từ khi ta mở chiến dịch đánh vào quân khu Tây Nam của bọn Pol Pot. Tôi nhanh chóng đến gặp đồng chí Tăng chủ nhiệm hậu cần trung đoàn. Vậy là một chiếc GMC vận tải quân sự được điều đến, có bốn đồng chí vệ binh, súng đạn đầy đủ, hộ tống đưa những đồng chí của chúng tôi rời khỏi chiến trường, tháp tùng cùng đoàn xe của sư đoàn và các đơn vị bạn trở về Việt Nam, nơi nghĩa trang biên giới tịnh Biên, nhà bàng tỉnh An Giang. Gần trung tuần tháng 3 năm 79, các mũi tiến quân của ta càng gặp nhiều khó khăn trở ngại bọn địch đã sử dụng pháo mặt đất pháo tự hành trên xe tăng chống trả quyết liệt quân pol ở đây do tên tà mốc chỉ huy có nhiều kinh nghiệm tác chiến theo các cách đánh của ta nên chúng bố trí trận địa phòng thủ rất khoa học chúng giải quân đều khắp lập các trận địa phòng ngự trận địa này có thể chi viện cho trận địa khác trước trận địa là bãi mìn dày đặc do trung quốc sản xuất một loại mìn cóc khi đạp phải nó chưa nổ ngay rút chân lên mìn phóng theo. Nhờ những chiếc lò xo ngang đầu gối mới nổ, nên phần nhiều thương binh của ta đều bị cụt chân. Một trong những đồng đội thân yêu của tôi bị loại mìn này là anh Hồ Minh Xanh, nguyên tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn 2, trung đoàn 207, được điều sang sư đoàn 339 làm tiểu đoàn trưởng trinh sát. Anh bị cụt chân bởi một lần đi trinh sát điều nghiêng trận địa địch. Hiện nay anh đang làm chủ tịch hội cựu chiến binh huyện Kỳ Hợp, tỉnh Nghệ An và vợ anh là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy nay đã về hưu. Và năm nào hai vợ chồng anh cũng trở vào thăm lại chiến trường miền Nam rồi đến thăm gia đình tôi. Mới đây nhất, dịp 30 tháng 4 năm 2019, anh đã về xã Tân Long dự đám rỗ của chú Sáu là chủ nhà anh đóng quân vào cuối năm 1975. Ngày 10 tháng 3 năm 1979, tôi được ban chỉ huy trung đoàn phân công tiếp xúc với số tù binh vừa bị ta bắt sống từ ngoài mặt trận do lính trinh sát trung đoàn dẫn giải về. Tôi kéo theo đồng chí phiên dịch và đồng chí Cúc, trợ lý địch vận cùng 20 đồng chí vệ binh, súng đạn đầy đủ, đến một vị trí có khu đất tương đối bằng phẳng, cách sở chỉ huy trung đoàn độ 500 m Tại đây lính trinh sát đang canh giữ gần 100 tù binh. Số tù binh này không chịu nổi sức tiến công của ta và lương thực chúng đã cạn kiệt. Nhiều tên đói, ốm nhom, mặt mày xanh xao đã phải ra đầu hàng quân đội nhân dân Việt Nam. Một quân đội anh hùng đã từng đánh tan đội quân mạnh nhất thế giới. Bọn tù binh được lính trinh sát của ta hướng dẫn ngồi xếp lớp không thành hàng ngũ trên một khu đất xung quanh có bộ đội của ta lăm lăm súng trong tay. Khoảng 14 giờ, tôi và cánh vệ binh xuất hiện trước đám tù binh. Chúng không biết được số phận của chúng và sẽ bị kết án như thế nào đám tù binh mặt cắt không còn một hột máu đồng loạt quỳ lên lại như tế sao tôi ra hiệu cho chúng ngồi xuống và yêu cầu các chiến sĩ vệ binh cùng trinh sát của ta tản ra không chĩa súng trực tiếp tuy nhiên vẫn căn dặn bộ đội ta phải hết sức cảnh giác đề phòng đám tù binh có thể manh động thông qua đồng chí phiên dịch tôi giảng giải cho đám tù binh về chính sách khoan hồng của quân tình nguyện việt nam không trả thù lính Pol Pot, kể cả các cấp chỉ huy khi bị ta bắt sống hoặc ra đầu hàng. Khoảng 15 giờ, C-22 vận tải của ta đã chở gạo đến cứu đói cho đám lính tù binh này. Sau đó chúng tôi phóng thích, chỉ đường cho họ thoát ra khỏi rừng, trở về quê cũ làm ăn sinh sống. Viết tới đây, làm tôi suy tưởng tới thời gian qua. Cái đám lính tù binh này Trước đây khi chúng bắt được bộ đội Việt Nam ta, kể cả là nhân dân Việt Nam, thì không còn một ai còn sống sót dưới bàn tay dã man của chúng. Cụ thể như ở đảo Thổ Chu, Kiên Giang, Bà Trúc, tỉnh An Giang, thế mới biết bản chất của quân đội nhân dân Việt Nam luôn lấy lòng nhân đạo đặt lên hàng đầu, cũng vì lẽ đó đã tạo cho quân đội ta có một sức mạnh vô biên. Đến giữa tháng 3 năm 1979, mà chiến dịch đánh vào quân khu Tây Nam của quân Pol Pot vẫn chưa kết thúc. Các mũi tiến quân vẫn tiếp tục khép chặt vòng vây. Hướng tiến quân của Trung đoàn 156 vừa đánh địch vừa phải làm nhiệm vụ tiếp và cứu đói cho nhân dân Campuchia mà mấy tháng nay họ bị bọn Pol Pot cưỡng ép theo chúng. Vì vậy, cánh dân vận của ban chính trị phải làm việc với cường độ rất cao. Hôm ấy khoảng 12 giờ trưa, một tốp dân khoảng 100 người trong rừng đi ra đã được cánh hậu cần cấp phát cơm giống như cơm nắm của chiến sĩ ta trước giả xuất kích và ai cũng được cấp thêm một khẩu phần gạo dự phòng rồi được hướng dẫn theo con đường mòn ra quốc lộ sau khi đã cùng bộ phận có liên lạc dân vận hậu cần hoàn thành nhiệm vụ mà ban chỉ huy trung đoàn giao tôi trở về đội hình của ban chính trị vừa mới răng võng tính nằm nghỉ ngơi cho lại sức thì bất ngờ có hai chiến sĩ của ban hậu cần, tôi không nhớ tên, đến nắm võng tôi giật lia lịa. Tôi vội ngồi dậy, thì được hai chiến sĩ cho biết, có năm người dân Campuchia không chịu đi theo sự hướng dẫn của bộ đội ta. Tuy họ đã được ăn uống và cấp gạo rồi, nhưng vẫn ngồi y tại chỗ, giống như ăn vạ bộ đội Việt Nam. Tôi nhanh chóng quấn võng, nai nịt súng đạn chỉnh tề, kéo theo đồng chí liên lạc của ban chính trị, theo gót hai chiến sĩ chỗ tốt người dân kia Xem nó thực hư như thế nào Đến nơi tôi gặp ba nữ, hai nam đều đã lớn tuổi Tôi đoán họ khoảng trên 60 Nhưng khuôn mặt hằn sâu những vết nhăn Chân tay run rẩy thân mình yếu ớt Nên nhìn chẳng khác gì những cụ già ở Việt Nam gần 100 tuổi Họ nói với tôi bằng tiếng Campuchia Trơn, đại sư Na Otter Tức là chân tay đau lắm, không đi được nữa Tôi nhìn kỹ bàn chân teo ngắt của họ đang dỉ máu. Họ phải đi bộ một quãng đường khá xa. Quá sức, đến đây đã kiệt quệ. Tôi yêu cầu hai chiến sĩ của ban hậu cần nhanh chóng trở về, mang theo mảnh giấy viết tay của tôi gửi đồng chí Tăng, chủ nhiệm hậu cần. Và chỉ một lúc sau, có năm cáng thương của các chiến sĩ C-22 vận tải được mang đến. năm cụ già được chuyển ngay đến trạm quân y của trung đoàn họ được các y bác sĩ quân tình nguyện Việt Nam chăm sóc, rửa, băng bó vết thương và sau 2 ngày họ đã hồi phục sức khỏe rồi xuất viện. Ngoài tiền duyên, các mũi tiến quân của ta vẫn tiến rất chậm. Bản doanh của địch nằm sâu trong rừng, trên một diện tích mấy chục km vuông. Địch sử dụng những cao điểm bố trí trận địa phòng thủ với hỏa lực dày đặc và trước khi vào đây, chúng đã dùng cơ giới vận chuyển một khối lượng lớn hàng quân sự bao gồm vũ khí, đạn dược, riêng lương thực. Qua một thời gian dài, đã bị thiếu hụt trầm trọng. Theo lời kể của đám tù binh, khẩu phần ăn của chúng đã cắt giảm đến 50%. Số dân chạy theo chúng lúc đầu còn được cấp lương thực, nhưng nửa tháng nay họ phải tự lực ăn các loại rau rừng. Ngày 16 tháng 3 năm 1979, lực lượng trinh sát trung đoàn lại áp giải khoảng 30 tù binh từ ngoài tuyến duyên trở về, trung đoàn bộ và tôi lại cùng với các đồng chí bộ phận địch vận đến tiếp xúc với chúng. Lúc này anh Thiệp cùng các anh trong ban chỉ huy trung đoàn rất bận rộn nên công tác dân địch vận tôi được giao phụ trách cùng với các đồng chí trợ lý chuyên môn. Khi đã giáp mặt với đám tù binh do đồng chí Bình quê Vĩnh Long làm chính trị viên bàn giao, tôi và đồng chí Cúc trợ lý địch vận lướt qua một lượt đám tù binh này còn rất trẻ và đại đa số quê quán ở khu vực đông bắc Campuchia, gồm các tỉnh Sertung Trang, Mondokiri. Sau khi đồng chí Cúc qua đồng chí phiên dịch, giảng giải cho đám tù binh về chính sách của quân tình nguyện Việt Nam đối với tù hàng binh, tất cả chúng được khoan hồng rồi được ta phóng thích. Hết phần 9